Nếu như bạn đã theo dõi kênh của Spyroom một thời gian, hẳn bạn vẫn còn nhớ video này. Với văn hóa tiêu thụ rượu kinh khủng khiếp xuyên suốt lịch sử, Nga không chỉ để lại hình ảnh bợm nhậu trong mắt người nước ngoài, mà còn phải chứng kiến bi kịch khổng lồ của một dân tộc bị rượu bia tàn phá trong hơn 4 thế kỷ. Tuy không thể so bì với Nga về bề dày tiêu thụ rượu, song rượu và văn hóa rượu của người Việt Nam cũng có nhiều điểm đáng chú ý không kém. Mà cụ thể, mối quan hệ của người Việt Nam với rượu ra sao, văn hóa uống rượu hay dở thế nào? Hãy cùng Spyroom khám phá qua ngòi bút tếu táo của tác giả Nemesis nhé! Xin lưu ý là video này thuộc một quan điểm, với mục đích châm biếm là chủ yếu, nên mong các bạn khán giả xem video với tinh thần vui vẻ không quạo nhé! Còn bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu thôi! Câu hỏi đầu tiên, thế người Việt Nam làm quen với rượu từ bao giờ? Theo tôi thì chắc cũng giống như thế giới. Không ai rõ con người làm quen với rượu từ bao giờ. Chỉ biết mọi thứ xảy ra đều từ các thử nghiệm này nọ. Ví như từ thời đồ đá, khi một vài anh thợ săn tò mò khi thấy muôn thú ăn quả chín rụng lên men, xong làm nhiều trò ngớ ngẩn. Sau đó về kể lại với một đám phụ nữ chuyên thu mót hoa quả rồi thử nghiệm. Xong, cùng với sự vận động của xã hội thì người ta cũng dần thành thạo cách làm ra thứ chất giảm hoạt động của não này. Xin thưa là trái với các chất kích thích khác thì rượu không làm não bị kích thích mà làm nó ngơ ngẩn, ngu dần đi. Đỡ nghĩ chuyện đau đầu xa vời như cuối tháng đóng tiền nhà thế nào, mai làm báo cáo như thế nào, vân vân. Tiếp theo là câu hỏi số 2. Thế người Việt uống nhiều rượu từ bao giờ? Nhưng trước tiên thì như nào là uống nhiều rượu? Bây giờ, các chuyên gia khuyên mỗi tuần uống tối đa 6 lon bia thôi, mà một lon là 330ml, tương đương với 30ml rượu mạnh, tức một chén đầy, suy ra mỗi ngày một chén là vừa. Nhưng mà một chén thì ít quá, thực sự mà nói còn thấy chênh vênh với thực tế hiện nay. Thôi thì, chuyện con số để dành cho ai đó làm đề tài phong giáo sư vậy. Về vụ uống nhiều rượu, ở Á Đông thì đa số rượu được làm từ gạo, đã qua chưng cất. Tuy nhiên, do công nghệ lèn phèn mà mãi không chịu cải tiến, mà nồng độ cồn trong rượu cũng vừa vừa, trong khi độc tố aldehyde thì nhiều đừng hỏi. Nhưng chuyện nồng độ cồn thấp là chuyện đau khổ của các sâu rượu thời xưa. Còn cái mà mình muốn nói là ở gạo. Chúng ta đều biết rằng, cho tới thời kỳ cận đại, thì tầng lớp bình dân ở một số nơi trên thế giới như Anh, Pháp, Đức mới hết lo về cái đói. Còn từ đó đổ về trước, người ta lúc nào cũng chỉ lo cho cái bụng mà thôi. Ở Á Đông, do công nghệ và thương nghiệp đều leo teo, nên dĩ nhiên trừ quan lại ra thì ai cũng lo cho cái bụng hết. Ở Việt Nam, tới giữa thời Lê thì vùng Trung Châu Nhĩ Hà còn dần bạc màu và sản lượng thấp dần do không thay đổi phương thức canh tác. Nói lê thề thế, chỉ để chốt một câu, không có nhiều gạo thừa, ăn còn chưa đủ. Do vậy, cho tới tận thời Pháp thuộc thì chúng ta vẫn ít rượu, nông dân có muốn say ngất ngư ngày tháng, e cũng hơi khó. Tới thời Pháp thuộc, lúa gạo đã nhiều hơn và dĩ nhiên Pháp mang sang công nghệ làm rượu level thô thiển là trộn cồn. Nghe nói thời này các cụ uống cũng nhiều, nhưng dạng say tối ngày như Chí Phèo cũng hiếm. Tỉnh để làm gì? Say cho nó quên mẹ cái đời này đi. Nào, uống đi. Dù sao đa phần quần chúng vẫn là nông dân. Uống say, mai đi cấy cắm mặt xuống bụng, xem địa chủ có ra xoa thái dương chòi không. Tới thời kháng chiến thì dĩ nhiên chú nào xỉn, chú đấy dễ lên thất. Giai đoạn từ 75 tới 86 thì kinh tế vô cùng nhạt nhèm, dân toàn nghèo cả, thi nhau tăng gia sản xuất, nên dĩ nhiên chả mấy ai uống, chưa thành phong trào. Mình nói dài thế các bạn ạ, để chỉ ra rằng tất cả những vị nào sinh từ năm 1985 đổ đi mà ghét uống rượu thì sinh sai thời điểm rồi nhé. Từ khi kinh tế đi lên thì người ta mới đè cổ nhau ra đổ rượu vào mồm. Bác đi bằng mấy chân? Hả? Hai chân. Thì đúng quá thôi. Thế tại sao bác lại uống rượu một chén? Vậy người Việt uống rượu nhiều thế
khi họ uống rượu có văn minh hay không. Không, dĩ nhiên là không, tuyệt đối không văn minh, vô cùng thiếu văn minh. Và sau đây là những lý do. Thứ nhất, người Việt thường lấy rượu làm thước đo độ vui, làm chuẩn mực buổi tiệc. Phần này bạn nào làm công sở là hiểu rõ luôn. Đã gặp thì phải ăn, mà đã ăn thì phải uống. Không uống, không tính, mà cũng không vui. Đó là nguyên tắc chung. Một buổi không uống rượu, ví dụ như đi cà phê, chỉ tính là một buổi gặp mặt nhỏ, một sự kiện nhạt nhòa, tương đương uống trà đá vỉa hè với nhau ở một chốn cao cấp hơn. Nhưng một trận nhậu tưng bừng với quân số các bên tham gia lên tới chục người, uống như hũ chìm, vừa uống vừa hò hét nói phét và sờ mông, thì đích thị là một sự kiện đáng ghi nhớ. Một buổi giao lưu thành công, ai tổ chức buổi ấy sẽ được khen ngợi. Đôi khi đi tiếp khách mình thấy bàn bên toàn bạn bè mà uống đến tím mặt lòi mắt thấy cám cảnh. Người ta vui cũng rượu, buồn cũng rượu, lên lương cũng rượu, bị sếp chửi cũng rượu, cưới vợ rồi bỏ vợ đều đi uống rượu. Thứ hai, văn hóa uống rượu không văn minh vì cả xã hội tôn sùng tửu lượng cao. Cái này thì khỏi cần mô tả thêm nhé. Ai mà tửu lượng cao thì lúc nào cũng như kiểu nắm được bí mật lên sao hỏa trong đầu ấy. Đi đâu cũng khoe khéo, ôi em uống mấy chén, buổi hết 2 chai 1 lít em à. Gặp ai cũng nói, ai nghe cũng nể, hoặc như mình là sợ, sợ ngồi cạnh nó. Chưa biết ở doanh nghiệp tư nhân thì thế nào, chứ ở nơi công sở tôn nghiêm thì khi giới thiệu, ai mà uống được nhiều rượu thì cơ quan đều khoe cả. Ai mà uống được như nước lã, vừa uống vừa lắc vòng diễn xiếc hay lấy răng mở 20 chai bia tu liền trong 5 phút đều được gọi là tàn chẳng, chứ chả lẽ đâu. Thế nên, thanh niên giờ thích tập uống rất nhiều, uống vào còn oai chứ. Lý do thứ ba, ép rượu, thứ tệ hại nhất của câu chuyện. Chúng mày không uống là chúng mày không nể anh đấy. Đa phần vào bàn nhậu thì ai cũng nói câu, rượu bất khả ép, nhưng vẫn ép. Còn khi ai đó mời bạn một chén mà bạn uống không hết, họ nói câu đó thì có nghĩa là, thôi chén này anh bỏ qua, chén sau nể mặt anh thì uống cho hết, nha. Ai bỏ qua thật, không ép thì người ta chỉ cười tả thôi, chả lăn tăn mãi cái chén rượu đâu. Ép thì có vô vàn kiểu ép, từ cứ mời đi mời lại cho uống hết kiểu, dạ em mời anh cạn chén này lần thứ N, tới mè nheo, anh tôn trọng em thì anh uống hết đi anh ơi, tới kích bác, có tí này anh uống tốt mà, anh khỏe như văm ấy chứ có phải yếu sinh lý đâu, tới 50 sắc thái bạo lực, ơ cái thằng này tao mời mày méo uống à. Chị em, nhân viên chuyên tiếp khách giao lưu, một số vùng Tây Bắc còn ác hơn. Méo nói nhiều, chỉ quan quá tay cứng như thép qua cổ thằng Amakin, mọc sách và giật vào nách, thành tư thế ngoắc tay ôm cổ. Rồi thì, chị uống chén của chú uống chén của chị, chú không mở mồm ra nhanh là rượu đổ ra người đó. Một thứ ép nữa, rất áp lực, là ép gián tiếp. Tức là người mời bạn không phải là người ép, mà người ép là sếp của bạn. Khi bạn không uống cho xong và đối tác đang kì kèo bạn hoàn thành cho hết chén, thì sếp của bạn sẽ can thiệp kiểu, ôi hôm nay nó mệt mệt, nhưng vẫn sẽ nhìn bạn kiểu, chú mà không dám uống hết xem. Bạn tự hiểu rồi đấy. Trước đây người ta ép thì mình ít chối, do muốn được yên thân. Tuy nhiên, một sự việc khá buồn khiến mình năn chối và dở tiểu xảo hơn. Sau một buổi liên hoan hoành tráng, thì một anh bí thư mình biết lao vào xe tải đang đổ bên đường, hưởng dương khoảng 30 cái xuân. Tuy nhiên, khi đến viếng đám tang anh này thì ai ai cũng tỏ vẻ trách móc trong đau buồn. Đã biết điểm dừng tí thì đỡ đau khổ hay không? Ha, chính các vị ấy ngày hôm qua còn thi nhau ép, mời người ta uống bằng được. Nhìn cảnh nhà ảnh con một, vợ ôm con nheo nhóc thì mình đến nản. Mượn rượu giả thành người khác. Đây là trò của quân mất nết, đáng tiếc là cũng khá tràn lan. Người ta rất thích mượn rượu để làm một số việc mà sau đó lại đổ cho rượu. Ví dụ, muốn kể xấu thằng nào với sếp nhưng câu chuyện lộ liễu quá. Ok, đi uống rượu. Muốn khích bác một điểm yếu, chuyện tế nhị của đồng nghiệp. Hãy làm 3 chén cho đỏ mặt lên là tha hồ nói như loa phường. Mai ra giả vờ xin lỗi. Muốn chửi đổng, làm 5 chén và giả vờ quay đầu. Sau đó mời thần chí, mà cụ thể ở đây là chí phèo hiện hình. Mẹ cha con đi dài. Muốn vỗ mông, sờ đùi tí, xem đối phương có đồng ý hay không, hãy uống rượu. Muốn đối phương sờ mông, sờ đùi mình để bắt mối tằng tiệu, hãy uống rượu và chủ động ngồi sáng vào.
thô nhưng mà thật. Lý do làm cho văn hóa rượu kém văn minh thứ tư đó chính là rượu gì thì rượu đều phải nốc cạn ly hết. Uống cái gì? Uống rượu. Uống thế nào? Uống hết. Hết thế nào? Hết sạch. Sạch thế nào? Sạch sạch sạch. Mình thấy là số liệu báo chí đưa so sánh ta và Tây có nhiều điểm lầm lẫn khi chia trung bình lắm. Như kiểu 100 lít và 100 người, ai cũng uống 1 lít. Nhưng thực tế thì một thằng uống 99 lít và 99 thằng uống 1 lít chẳng hạn. Chỗ mình từng mời đối tác nước ngoài và khách khiếp đảm khi thấy vừa vào mâm đã làm cho ba chén rượu mạnh, xong vừa giới thiệu vừa uống tiếp. Có lẽ ở bển người ta uống tinh tế hơn, uống một cốc rượu mạnh sau khi ăn. Còn Vang hả, cũng cho ra ly bầu như Tây, nhưng uống thì cũng nốc cạn. Cái ly chỉ để tỏ vẻ sang chảnh thôi. Sau khoảng 3-4 vòng thì quý vị tuyệt đối chỉ cảm nhận được vị cay của cồn. Trong nhà mình cũng trữ một ít rượu trong tủ lạnh. Hai chai vodka, một chai black, một chai Martin XO và hai chai vang. Trừ vang thì đều mở đã lâu và mã chưa xong. Lâu lâu xem mấy cái mini series hay quá thì lôi một chén ra nhầm nhi cả tập. Thấy cũng ngon ngon hay hay. Nhưng mà cứ nốc một lúc hết thì tuyệt đối không còn ngon tí nào đâu nữa. Cồn hết. Một lý do ba chấm khác, ấy là bạ gì người ta cũng ngâm rượu uống. Đến mức ông trời mà có bính thì nó cũng cắt đem ngâm. My cock. Where's my cock? My cock. Trên đời này có thứ gì mà người ta không đem vào ngâm rượu hay không? Cũng có chứ. Cốc ruồi mũi dán thì không rồi. Còn rắn rết quanh bình, bìm bịp nguyên con, rễ cây chưa ai biết tên. Chuột ở vùng có sâm ngọc linh, sừng tê vừa bẻ ở châu Phi về. Các loại mật, bín, chó, ngựa, hổ, gấu, tất cả đều được ngâm rồi hạ thổ. Khi nào mang ra thì ai cũng suýt xoa như thấy tiền dược. Cá nhân mình thì thấy ngâm động vật rất tanh và cảm giác bẩn. Còn ngâm thực vật thì cũng thấy hơi sợ sợ. Nhỡ gia chủ bị nó lừa bán cho cái rễ lá ngón thì bỏ bu. Về mặt dược tính, nếu có, chắc cũng không bù được độc tính của rượu. Mình từng được diện kiến một anh giai, nhà có hơn 40 bình rượu ngâm, cả nhà chỉ chứa rượu ngâm. Anh giai ấy hay khoe chiến tích phòng the, dù mình chả biết thật giả ra sao, và thích ngâm bính. Đặc biệt, anh quý nhất một bình bính hổ. Gì chứ uống vào mà làm mấy nháy thì khỏe như hổ vồ, mà kêu thì như hổ gầm. Khi nhìn thấy mình tí lăn quay ra đất, ôi giời ơi, sao mà cái bính to thế, to khiếp là lạ. Do cũng ngại anh ghét, nên mình không dám hỏi anh có phải chúng nó bịp bợm bán cho anh không. Chứ dương vật hổ thì bé tẹo. Cái này sách nói đầy ai chả biết. Có điều thời gian đọc sách thì anh đem đi uống rượu. Và lý do cuối cùng, nhiều người nhận thức rõ tác hại của rượu nhưng vẫn chủ động đi uống rượu và ép rượu. Cái này mới là kỳ dị. Chắc sếp của mình rất hay kêu ca mệt mỏi, xong rồi thi nhau đi mua thực phẩm chức năng, rồi uống nước giải độc detox các thứ. Tất cả đều đổ tại rượu. Tuy nhiên lại, nhiều khi chả vì lý do công việc, buồn mồm các sếp vẫn kéo nhân viên đi. Đi xong về lại kêu, chưa thấy ai tìm cách mời người ta ra quán cà phê nói chuyện đơn giản cả. Thế là một người Việt trẻ, khả năng sẽ gia nhập đội ngũ công chức cạo giấy như tác giả, hay muốn mở doanh nghiệp buôn bán có tính chất nhạy cảm. Tóm lại, khả năng va chạm rượu thường xuyên là khó tránh. Thì phải làm sao để không say đây? Đơn giản thôi, muốn không say thì xin đừng uống. Còn đã uống thì sẽ say. Còn tập uống để nâng tửu lượng dần lên theo cơ chế thích nghi của cơ thể thì sẽ phải đánh đổi sức khỏe, thời gian, trí óc, gia đình và n thứ khác. Còn lại, nước chanh, mật ong, dầu ăn hay bất cứ thứ gì khác mà người ta nói tới thì kẻ cạo giấy chuyên nghiệp này đã thử cả rồi. Vô dụng. Một khi đã say thì chỉ có tự cơ thể đào thải theo thời gian. Có thể bạn hạn chế bớt bằng cách chủ động nôn hết số rượu chưa ngấm ra. Về cái này, hãy lưu ý, ngay khi nôn, nhịp tim sẽ lên cực cao, nên ngồi hẳn xuống sàn, rồi hãy chúi mặt vào nôn. Đứng nôn thì dễ bị cắm mặt vào bồn cầu lắm. Chú ý, đừng có dại mà vừa nôn xong, chưa hoàn hồn mà ra làm cốc cà phê cho tỉnh. Nên nhớ rằng, giai đoạn này người bạn cực yếu, hệ thống thần kinh rất dễ tan tành, còn người thì mất nước liên tục. Uống cà phê đặt vào chỉ tổ khiến mọi thứ tệ hơn. Tốt nhất là uống nước lọc và tí muối. Tuyệt đối không tắm sau khi uống rượu, và nếu thấy hơi lăng tăng thì gọi taxi về. Còn nếu đi massage cho sướng cái thân rã rời thì nhớ cất cái ví cho cẩn thận. Kẻ hèn này từng bị sai đi đòi lại ví một lần,
mà em gái miền sông nước tiện tay cầm mất. Đến khổ. Trên đây là mấy chuyện lảm nhảm của một kẻ tư thù với rượu biên ga. Hy vọng sẽ nhận được sự đồng cảm của khán giả, cũng như đem lại những phút giây sảng khoái. Còn bạn, bạn nghĩ sao về video này? Hãy comment chia sẻ với chúng mình ở phần bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.